Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tỉnh Biên. Lời nói đầu tiên, Út Mai Vàng Tỉnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú, anh chị đam mê mai vàng trên mọi miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Và hôm nay là 10 tây tháng 2 năm 2023, em có đem về 5 phôi mai vàng rất là đẹp và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ cho em những clip vừa qua. Và hy vọng clip này, 5 cây này kính mong quý cô chú và anh chị em nhiệt tình ủng hộ cho em thêm nữa nha. Địa chỉ tàu lạc của em là tại tổ 17 khóm Sương Hòa, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919 755 533. Em tên Út, em có để bên góc phải màn hình nghe cô chú anh chị. Vậy rồi, không để mất thời gian của quý cô chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên nha. Thì cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng dáng siêu thú của chú anh chị, cốt cành là đóng tứ diện của chú anh chị. Cây cũng rất là già nha của chú anh chị, cây một cái co, có một cái co rất là ác của chú anh chị. Đây, để nào nó hết sức công cộng đế rồi, dữ lắm của chú anh chị. Nó cái tay là không xin nhê cộng rễ luôn á. Cây này cũng đang lên sù của chú anh chị, sù liêu liêu nha, em chưa gọi là sù nữa chú anh chị. Cây ngoài rất đẹp của chú anh chị, em xem một vòng nha, hết sức rồi, quá khứ rồi. Cây ngoài rất khủng nha của chú anh chị, rất nâng cây nha. Đây, nó một cái cò của chú anh chị, cái cò ăn tiền cái cò này của chú anh chị, hết sức cái cò rồi. Nó cái tay em để vô chú anh chị hình dung nha, rất là to của chú anh chị. Đây, nguyên cái củ đế, lộ nguyên củ đế nè, rất là khủng luôn. Có cạnh là đóng tứ diện luôn. Rồi em cho xin số em ơi. 95. Chiều cao 95. Đường kính bầu là 68. Đường kính bầu 68. Đâu, vị trí này là 46. Hoành 46. Cũ là 67. Cũ đặt 67. Em đòi hạo dẫn góc cạnh nè. Cúc chi này là 12. 12. Cúc chi bên đây là 11. 11. Nói chung đều nhau của chú anh chị. Bóp gió ngọn đưa chú anh chị. Quá đẹp luôn. Cái dạo bầu khoảng 4 tắc của chú anh chị. Đó, cô chú anh chị hình dung nha. Cây ngoài rất nâng cây nha. Đó, ăn tiện tiện to của chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Để nào hơi lấy hết sức còn đế rồi. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Cây sạch sẽ không hẻo dít của chú anh chị. Khúc cành đóng quá đẹp luôn. Cái này về của chú rất là mau chơi nha. Khúc cành nó đóng sẵn hết trơn rồi, đóng tứ diện, hầu như tứ diện luôn. Rất là đẹp luôn. Dữ lắm luôn. Em ôm cụ đế cho cô chú anh chị giúp em. Ôm hồng giáp này cô chú anh chị. Cây ngoài bự lắm nha cô chú anh chị. Vậy rồi, cây mai vàng mã số 1 đầu tiên em xin mã phép giao lưu với cô chú anh chị giá 19 triệu nha. Em bao ship của chú anh chị 200 km. Vậy rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 2 ạ. Em xin mời ạ. Vậy rồi, bước vào cây mã số 2. Thì cái mã số 2 là cây mai vàng dáng thú gõ nét cho chú anh chị. Cây rất là đẹp của chú anh chị. Hàng bonsai để bàn nha. Cây có một cành phóng rất đẹp nha, lá lướt rất là đẹp luôn. Còn cái đường trên sống đó nè. Cái mình nó dặn rất là đẹp nha. Em xay đen. Đó, cái này đủ 2 giò chú anh chị. Đó, 2 giò nó khép nép lại nha. Cây sạch sẽ không thèo dít luôn. Mình nằm dặn quá dễ thương luôn. Rồi em cho xin số em ơi. Chiều cao là 58. Chiều cao 58.
Đường kính bầu là 60. Đường kính bầu 60. Rồi vị trí này là 25. 25. Chén này là 26. 26. Cái cũ là 45. Cũ 45. Em đổi mình nằm dài nhiêu em? Mình thú nằm dài là 37. 37. Cái cúp cạnh này là 12. 12. Rồi, em xem một vòng đi. Cây ngoài rất dễ thương của chú anh chị. Nhỏ mà có vỏ nha cô chú anh chị. Cành phóng rất đẹp luôn. Đó, cành phóng rất đẹp nha. Cây rất đẹp của chú anh chị, hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Giờ rồi, cây mai vàng dáng thú mã số 2. Em xin mãn phép giao lưu với cô chú anh chị giá 7.500.000. Em bao ship của chú anh chị 200 km luôn nha. Giờ rồi xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 3. Em xin mời ạ. Giờ rồi bước vào cây mã số 3. Cây mã số 3 là cây mai vàng đế khủng. Cây này cây nghệ thuật của chú anh chị. Cây cái mình làm dặn ngoái đầu rất là đẹp nha. Cây này cây nghệ thuật của chú anh chị. Chi là đóng chuẩn luôn nha. Chi 1, chi 2, chi phong có sẵn luôn. Cây sạch sẽ không thèm dính của chú anh chị. Đế là đặt kẹo luôn của chú anh chị. Hết sức cái bộ đế rồi. Đế như cái mắm cái nước vậy đó. Hết sức đầu đế của chú anh chị. Rồi, em xem một vòng đi em. Quá đẹp của chú anh chị ơi. Cây ngoài ở nó đẹp ở trong hình rất là nhiều nha. Trong hình của chú nhìn có 7 thôi, ở ngoài đẹp tới 10 của chú anh chị. Cái này cũng đang lên sù nha. Đây là bể sù của chú anh chị. Em quay cho chú anh chị xem nha. Máy nách là sù hết trơn nha. Nó dưới gốc là đang bể sù luôn. Để hết sức cái bộ đế của chú anh chị. Nhìn ngoài khủng khiếp luôn. Cây bóp gió một xíu à. Cái này thì đáng cho chú sưu tầm nha. Quá đẹp luôn rồi. Rồi em cho anh xin thông số nè. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Nó lâu mới lên một được một cây của chú anh chị. Chiều cao là 70. Chiều cao 70. Đường kính bầu là 62. Đường kính bầu 62. Hoành thân là 40. Hoành 40. Em đổi cũ rồi, nhẹ nhẹ áo áo trên này, nằm trên đây rồi. Cho chú chị hình dung cái cây cũ là 66. Cũ 66, nguyên tổng nồi đế luôn em. Đòi tổng nồi đế luôn đi. Tổng nồi đế đặt luôn đi. Nó vừa mép gì đỏ của chú chị. Rồi 140 của chú chị, 140 nha. Em đo hào giờ cốt cành đi. Cúc chi này 15. Cúc chi 15. Rồi rồi. Và dài cốt cành đấy. 13. Nó đều 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 nha. Từ lớn nè, tới xuống nhỏ nha. 13, 14 nha. 15. Cây rất đẹp của chú anh chị. Thân dặn nó máy đầu rất đẹp của chú anh chị ơi. Bên vườn em là chuyên sưu tầm những cây phô mai đẹp của chú anh chị. Ở đây có rễ luôn chú anh chị, em chưa có thác hết nha. Rễ hầu như đế đặt luôn á. Đế là kẹo luôn. Rồi em ôm cái nồi đế cho chú chị tham khảo em. Dữ lắm của chú anh chị ơi. Đó, người mẫu còn không giáp của chú anh chị. Đi rồi cây mai vàng nghệ thuật mã số 3. Em xin mãn phép giao lưu với cô chú anh chị giá 19 triệu luôn nha. Em bao ship của chú anh chị 200 km nè. Bao chú anh chị cây ngoài rất đẹp nha. Cô chú anh chị nhìn cái dạo bầu nè. Nó là biết cây nó nặng lắm nha cô chú anh chị. Bầu khoảng 4 tắc của chú anh chị. Cái dạo bầu á. Thì rồi xin mời quý anh chú chị bước vào cây mã số 4 à. Em xin mời ạ. Dạ rồi bước vào cây mã số 4. Vậy cây mã số 4 là cây mai sù nghe chú anh chị. Sù này chuột chảy 100% luôn. Cái thân nó dặn như cọng dưa luộc của chú anh chị. Cốt cành hết sức cốt cành nè. Cốt cành chà bá luôn. Cốt cành nhạo luôn cô chú anh chị. Cây này cây nằm mồm nha. Cây bao chú anh chị là sống khỏe mạnh nha. Cây này sù 100% luôn này. Cây ngoài rất đẹp của chú anh chị. Rồi em xem một vòng đi em. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị ơi. Đó, quay của chú anh chị coi cái thân nha. Cái thân nó dặn nó sắn như cọng dưa luộc vậy đó. Rất đẹp luôn. Rồi em cho anh xin thông số em ơi.
hai cái bát đế nở rất đẹp chú anh chị. Thôi em đòi cho anh chú chị cái cũ đó nha. Chiều cao là 78. Chiều cao 78. Đường kính bầu là 65. Đường kính bầu 65. Em đo vị trí này là 52. Đây, em đo ba chân cái cũ nạt nha, là 52 hoành. Em đo hoành eo nhỏ nhất đi. Nơi vị trí này là 43. Hoành 43. Em đo thóc thăng lên nhiêu em? Tới chiều số 1 đây nè. Thóc thăng là 24. Thóc thăng 24. Nó có cạnh nè. Cúc chi này là 22. 22. Chi bên đây 18. 18. Cái ngọn này em đo ngọn bóp gió còn nhiêu? Còn 17. 17. Cây có mấy cái sẹo này của chú anh chị. Nó có sẹo của chú vườn nha, em về em xử lý sẹo là sạch hết trơn rồi, nó đau ao luôn. Đây, nó đang cuốn mép rất là mạnh nha, nó còn chút xíu của chị nó. Em bôi trồng keo thêm nha, nó mặt cắt đỉnh nè, khoảng hai ngón tay nha. Cây nói chung là khỏe mạnh của chú anh chị, cô chú anh chị yên tâm nha, hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Quá đẹp luôn, cái thân nó dặn rất là khéo của chú anh chị. Cây đóng chuẩn chuẩn luôn, chi 1, chi 2, chi 3, chi phong, chi cái đỉnh. Cái này cô chú anh chị nuôi đường dài rất là tương lai nha. Dữ lắm luôn, dữ lắm đẹp luôn. Trong hình cô chú anh chị nhìn có 7 thôi, ở ngoài đẹp tới 10 của chú anh chị. Rồi, em dừng lại đây em ơi. Dạ rồi, cây mai xù. Mai xù mã số 4, em xin mãn phép giao lưu với cô chú anh chị giá 45 triệu nha. Em bao ship của chú anh chị 200 km ạ. Vậy rồi xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 5 nha. Em xin mời ạ. Vậy rồi bước vào cây mã số 5. Cây mã số 5 là cây mai xù nu của chú anh chị. Xù nu mà xù tổ ong của chú anh chị. Cây rất quái nha. Cái này hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Cái này chủ nhà nói là trên 70 năm của chú anh chị. Hết sức rồi. Nó xù lên nu cục 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 dán thú luôn của chú anh chị. Nu vẫn cam này. Nguyên cục nu dữ lắm của chú anh chị. Trên đây là xù nguyên một cái tổ ong chà bá luôn, hai cục tổ ong luôn. Đây trên đây ăn cục này của chú anh chị. Lâu rồi mới sưu tầm được một cây thú xù nu của chú anh chị. Xù thì bình thường mà cái là xù lên nu bánh cam luôn chú anh chị. Cây ở ngoài rất đẹp của chú anh chị ơi, nhìn tổng thể ngoài là tê luôn. Rồi em xem một vòng nha, quá đã luôn. Cô chú anh chị nhìn thực tế ngoài cây rất là đẹp luôn. Chơi cái này là không có đụng hàng nha chú anh chị. Nó quái luôn. Dán thì dán thú, xù mà xù nu, nu mà nu bánh cam luôn chú anh chị. Trên đây nó đóng hai cục tổ ong luôn, nhìn dữ dằn luôn. Rồi em cho xin thông số đi. Chiều cao là 1m. Chiều cao 1m. Đường kính bầu là 60. Đường kính bầu 60. Hoành thăng là 41. Hoành 41. Em đo nguyên củ đặt là 80. Củ đặt 80. Hết sức rồi. Rồi em đo hạo và cốc cạnh. Cúc chi này là 15. 15. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Lên nu bánh cam cục 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 luôn. Mặt nào cũng thấy nu của chú anh chị. Nguyên cái bệ dữ lắm chú anh chị. Bậy dữ lắm nè. Em ôm bấu hai cái tay dữ lắm của chú anh chị. Đó, người mẫu ôm không giáp của chú anh chị. Em xe đen. Cô chú anh chị sưu tầm những cây sầu đáng chơi, chơi cái này của chú anh chị. Hàng không đụng hàng luôn. Trong hình cô chú chị nhìn có 7 thôi, ở ngoài đẹp tới 10 của chú anh chị. Cây sạch sẽ luôn. Cây này có một vết cắt hồi xưa, cắt đỉnh của chú anh chị. Em quay qua đây. Đây, một cắt đây. Em xử lý keo của chú anh chị, nhìn nha.
thẳng ngón tay em nha cô chú anh chị. Ngoài ra là cây sạch sẽ của chú anh chị, bao chú anh chị luôn. Hàng chơi cái này là không có đụng hàng của chú anh chị ơi. Hàng này nuôi tương lai nha. Cái này có thể nữa nuôi thành phẩm á, là của chú anh chị đem ra đấu trường thi đấu luôn nha. Dữ lắm, đẹp luôn. Hết sức à. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Dạ rồi, cây mai sù nu dáng quái thú. Em xin mạn phép giao lưu với cô chú anh chị giá 42 triệu nha. Em bao ship của chú anh chị 200 km nè. Cây ngoài rất đẹp của chú anh chị ơi, hàng đáng sưu tầm luôn nha cô chú anh chị. Vậy rồi, cây mai sù mã số 5 cũng là cây mai của clip. Dạ, của clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị đi ngang qua chưa đăng ký kênh thì nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cây đẹp về phục vụ cho cô chú anh chị nha. Thì rồi, em xin chào quý chú anh chị, hẹn quý chú anh chị clip sau ạ. Em xin chào ạ.